Em ạ, anh xin lỗi. Dạo gần đây công việc ở cơ quan nhiều quá, rồi công việc bên ngoài cứ đè lên đầu anh, khiến cho anh quên mất cả ngày mất của em. Chứ không phải là anh là một người chồng vô tâm. Em biết rồi đấy, ngày em còn sống, anh có bao giờ anh quên ngày sinh nhật của em đâu. Trong tâm trí anh, chẳng ai có thể thay thế được em. Anh chẳng bao giờ mơ mộng đến bất kỳ một cô gái nào. Em ơi, đứng lại anh nhờ tí. Ôi, người đâu mà xinh thế. Em chào anh ạ. Anh chào em. Ôi, hôm nay chả hiểu sao hửng nắng rồi mà trời cứ lạnh lạnh em nhỉ. Em ơi, ngồi đi. Dạ, anh cứ để em được tự nhiên à. Ôi, anh để em tự nhiên mà. Người đâu gì mà vừa xinh lại còn nói giọng dễ thương, lại còn cứ bay như kiểu là ở cõi trên ý. Anh trông mặt em có vẻ không được vui. Em anh sao không đấy? Biết được đâu ạ. À. Em khổ lắm. Em khổ lắm à? Số phận em hầm hiu lắm. Hầm hiu lắm à? Ừ, kể anh nghe nào. Em mồ côi bố mẹ từ bé, cả cuộc đời phải ở với bà ngoại. Đến năm 14 tuổi thì bà em mất. Em ở vậy nuôi mình. Cuộc đời em cơ cực hầm hiu khổ lắm anh ạ. Ừ, thì anh biết là cuộc đời cơ cực hầm hiu. Thế nhưng mà mình đã vượt qua được rồi em ạ. Nên mình cần phải hướng tới một cái tương lai nào đấy mà nó rực rỡ hơn, nó tươi đẹp hơn. Thôi đừng buồn nữa em ạ. Nhá. Anh không biết được đâu. Số em hầm hiu lắm. Em khổ lắm. Số em hầm hiu, em khổ. Nhưng mà anh nói thật chứ, anh cũng có khác gì em đâu. Thì em nhìn kia kìa, có biết cái gì kìa. Đấy, cái đấy là anh đốt cho vợ anh đấy. Vợ anh bỏ rơi anh 5 năm rồi. Cô ấy để lại cho anh một đứa con. Anh gả chồng nuôi con, khổ lắm, cũng có khác gì em đâu. Thế còn em, thì em có gia đình chưa? Em chưa kịp có ạ. Em chưa kịp có ạ? Chưa kịp có nghĩa là chưa có. Ôi, tốt quá. Anh thương. Số em khổ lắm anh ạ. Ê, số em khổ á? 14 tuổi, bà ngoại em mất. Em ở vậy nuôi thân, tự trang trải học hành. Đến năm em thi đại học thì anh bảo thôi. Thì cái chuyện buồn của mình ấy, mình đừng nhắc đến nữa. Anh có ý này hay cực. Anh ấy thì gả chồng nuôi con, còn em ấy thì chưa kịp có gia đình. Chi bằng ấy thì mình đến với nhau đi, cho có cả trống cả mái. Thế có phải tốt hơn không? Anh ơi. Ơi. Anh không sợ mình cách trở à anh? Cách trở á? Có cái gì đâu. Này nhá, ngày xưa ấy, vợ anh còn sống ấy, là vợ anh quê ở tận trong Nam cơ. Có cái gì đâu mà cách trở. Anh nói thật nhá, bây giờ thời đại nào rồi, đi máy bay vèo mà phát là đến nơi. Ngày xưa các cụ ba sông chín đèo còn qua được nữa là. Anh không sợ. Mà thế nhà em ở xa lắm mà em phải sợ cái cách trở đấy. Dạ. Em ở xa lắm anh ạ. Nhà em ở xa. Em ở tận dưới cơ ạ. Ở mạn dưới á? Thế ở mạn dưới thế sao hôm nay em đến đây em đi với ai? Em đi với mẹ em ạ. Mẹ em ở trong này này. Đi với mẹ ở trong đấy à? Thế em đứng đây đợi ai à? Em chờ bạn em ạ. Chờ bạn em á? Bạn em hứa là gửi tiền xuống cho em mà một tháng nay em chả thấy gửi. Em chờ bạn em gửi tiền xuống cho em ạ. Bạn gửi tiền xuống? Thế là nhà bạn em ở mạn trên, nhà em ở mạn dưới. Hay là
Anh cho em vay ít tiền, bao giờ bạn em gửi thì em trả cho anh nhá. Vay cái này á? Ủa, cái này vay đi để làm cái gì? Có tiêu được đâu. À, em bán đi đi. Không ạ, anh Hóa là em tiêu được thôi mà. Hóa là tiêu được á? Ơi, chị nhà ở dưới nhắn anh là chị nhà vẫn khỏe, chị bảo anh giữ gìn sức khỏe rồi chị về thăm anh ạ. À. Yêu mà. Chào Nở. Sao Nở lạnh nhạt với tôi thế? Đã nói là không thích mà cứ leo đeo. Sao Nở lại phũ phàng với tôi như thế? Trái tim tôi chỉ có một hình bóng Nở thôi. Từ bao lâu nay tôi chỉ tôn thờ mỗi hình ảnh của Nở trong trái tim này thôi Nở ạ. Kiên Nở. Thôi anh phiền quá. Kiên Nở. Nở ngước mắt nhìn tôi một lần thôi có được không? Ôi, ánh mắt của Nở xoa dịu nỗi đau trong trái tim tôi từ bấy lâu nay. Nở đã gọi gì uống chưa? Mà nhìn ánh mắt Nở khát nước quá. Cho tôi xin ngụm nước. Ôi, Nở vừa chạm môi vào đây đúng không? Ôi trời ơi, tôi uống mà tôi thấy sao xuyến ngật tâm hồn của tôi Nở ạ. Anh có thấy anh bị vô duyên không? Ai gặp tôi cũng bảo tôi vô duyên. Chưa ai bảo tôi có duyên bao giờ Nở ạ. Nở ơi, trái tim tôi chỉ có một hình ảnh của Nở thôi. Tôi yêu Nở như một nụ hoa hồng đón ánh nắng bình minh. Từ nụ... từ mầm lên nụ, nụ thành cánh, cánh thành hoa, những bông hoa với những cánh én mỏng manh, những cánh hồng mỏng manh đón sương mai trước gió. Trái tim tôi như cánh hồng mỏng manh trao cho Nở, Nở ạ. Hoa của anh ấy thì cũng đẹp đấy. Nhưng anh nhìn lại đi. Hoa hồng đâu rồi? Nở ơi. Nở ơi. Anh mang cho em nụ hồng, nụ hồng mong manh trong sương, trong gió. Gió hay nói rằng anh luôn nhớ em, gió hay nói rằng anh luôn có em. Thôi đi. Này, làm sao đấy? Có chuyện gì mà tại sao mày cáu gắt mà mặt ngắn tũn thế này hả? Đang đau buồn ông lại hát cái bài gió, nó như một con gió lùa vào trái tim tôi này, ông có biết không? Tại sao lại đau buồn? Có chuyện gì mà đau buồn hả? Nở không chấp nhận tình yêu của tôi. Này, tán không đổ thì thôi, bỏ đi. Làm sao phải buồn hả? Làm sao mà bỏ được? Cuộc đời tôi đã thề rồi, tôi chỉ yêu một mình Nở thôi. Chỉ có Nở mới làm cho tôi thấy cuộc đời này có ý nghĩa. Thế có muốn tôi bày cho cách không hả? Các cụ nói rồi, mưa dầm thì thấm lâu, đẹp trai không bằng trai mặt. Ông cứ tấn công thật lực vào nhá. Mà tấn công nàng chưa được ấy, thì ông phải tấn công gia đình nàng. Mà cụ thể là ông phải tấn công thẳng vào bố nàng. Ông hiểu chưa? Ông đừng có xui dại tôi nhá. Tại sao lại xui dại? Xui dại là thế nào? Ý tôi nói ấy, ông ấy mua cho tôi một cái món quà thật giá trị vào, xong ông đến ông biếu bố nàng. Này, kiểu gì nhá, bố nàng cũng vui. Mà bố nàng vui thì kiểu gì mà nàng chả đồng ý. Nhưng mà ông bạn tốt đây. Cái quan trọng là tôi lại chưa biết nhà nàng ở đâu. Ôi giời ơi, không biết nhà nàng thì hỏi thăm, đúng không nào? Hiểu rồi. Cảm ơn thằng bạn tốt, chưa chỉ cho những thằng ngu dốt. Tôi là thằng thông minh rồi. Dạ, cháu chào bác ạ. Không dám. Mời cháu ngồi. Dạ, cháu xin tự giới thiệu với bác. Cháu là bạn trai của em Nở nhà mình ạ. À thế à? Dạ vâng ạ. Bây giờ tôi mới gặp đấy. Dạ vâng, vâng. Dạ thưa bác nhé, chả là thế này. Cháu với em Nở nhà mình
thì cũng tìm hiểu qua lại có được một thời gian lâu rồi ạ. Hôm nay mới được gặp bác lần đầu tiên. Nhưng mà cháu thấy rằng là đúng là em Đở nhà mình này giống bác 100%. Giống từ cái nét mặt này, cái phong cách này, cái thần thái này. Nói chung các cụ nói rồi là con gái giống cha là giàu ba họ. Đây, 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 cái điệu cười này rất là giống em Nở bác ạ. Dạ thưa bác, thế thì năm cũng sắp hết, mà Tết cũng sắp đến. Biết bác thích uống chè, cháu mua biếu bác lặng chè ngon. Dạ, nhớ bác ạ. Dạ. Dạ, còn đây là quà của bác gái ạ. Dạ. Giống cậu chú đáo quá. Dạ vâng, bác gửi cho cháu ạ. Vâng. Dạ, còn cái túi có nơ hồng này là của em Nở ạ. Nhớ rồi. Dạ, dạ. Nơ là của Nở. Dạ vâng. Cháu mua một ít quà nhờ bác thắp hương cúng tổ tiên ông bà. Rồi. Dạ vâng ạ. Cậu chú đáo quá. Dạ vâng ạ. Còn cái gói quà to này trông to nhưng mà ở bên trong lại hơi nhỏ một tí thôi. Là để cúng ông thần tài ạ. Con Nở nhà tôi mà lấy được anh ấy là nó là nhờ cái hồng phúc gia đình nhà tôi. Dạ dạ vâng ạ. Dạ, cảm ơn bác. Rất chu đáo. Dạ vâng. Nếu mà được như thế thì điều đó có được hay không là còn tùy thuộc vào hành động của bác ạ. Đúng rồi. Riêng cái buổi đầu ra mắt bố vợ tương lai dạ, như thế, nó hoành tráng như thế này thì dạ vâng, ông bố vợ nào mà chả ưng. Bố đúng là dễ tính. Mày công nhận là bố cực thánh miền ấy. Ở ngoài trời lạnh thế kia mà bố ngồi trong nhà bố mặc cọc tay trông cứ như là thanh niên hết cái bọn trẻ trâu bố nhờ. Khoảng mười mấy độ thế dạ vâng. Nhưng vào trong nhà cháu thấy không? Ấm luôn. Đúng đúng đúng. Đây, nhà tôi nó thiết kế nó kia. Dạ vâng vâng vâng. Vào nhà bố là con cảm nhận được cái luồng khí. Mà là về phong thủy nó rất là âm cúng ạ. Cho nên là con rất muốn là bố đồng ý để con được làm rể của nhà mình để con được hưởng cái hồng phúc này bố ạ. Nhân đây cháu về cho bác gửi lời chúc Tết gia đình. Dạ vâng ạ. Bác cứ chúc gia đình cháu là sang một năm mới nhiều sức khỏe, dạ, làm ăn phát đạt và đặc biệt là cả gia đình, đại gia đình nhà ta mà cứ khỏe như trâu trọi. Dạ. Năm con trâu mà. Dạ vâng, 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 cảm ơn bác. Thì năm hết Tết đến thì cháu cũng xin phép được chúc bác là năm mới bác đại diện cho cả gia đình là năm con trâu, bác khỏe hơn trâu trọi. Trọi đâu chết đấy, tức là đánh đâu thắng đấy. Ôi và rồi, đừng để cho người ta thịt bác nhá. Bác có tuổi rồi nhưng còn chọi với ai nữa cơ. Cháu chúc như thế bác cảm giác bác khỏe như hùng ngục như chấu hút mã vậy. Thì bác vui quá. Thôi cháu xin phép bác nhá. Cháu về nhá. Rất cảm ơn cháu. Dạ vâng. Gấm nhiều quả quá. Dạ không có gì ạ. Con mà được làm con rể bố ấy thì còn nhiều quá hơn. Con quá. Con lại nhà nhá. Dạ vâng vâng ạ. Con về ạ. Ta ri ra ri ra ri ra. Nở ơi, để xem lần này thoát được tay anh không. Cái gì mà ơ? Nở đấy à? Thôi anh Quân ơi, tôi xin anh đấy, anh đừng có bán theo tôi nữa. Nở ơi, sao Nở khó tính thế? Từ đầu năm đến cuối năm mà vẫn cứ gắt gỏng như thế à? Bình tĩnh đi, anh vừa vào gặp bố em rồi. Nè, bố em ý, kết anh luôn nhá. Bố nào? Bố em, bố anh. Mà là bố chúng ta chứ ai. Năm hết Tết đến anh mang quà đến ông cụ nhất trí rồi, an bài rồi. Bố em á? Bố em đi chúc Tết không có ở nhà đâu. Này, em đừng có đùa nhá. Ông cụ đang ngồi trong nhà cái kìa. Nhà tôi á? Ừ. Nhà tôi bên này cơ mà. Này, đừng có đùa nhá. Lần trước anh đi theo em ấy là anh thấy em đi thẳng vào trong này thì đêm còn ngủ lại đây còn gì. Ôi dồi ôi anh Quân ơi, đây là nhà bạn tôi. Hai đứa lớn lên từ bé với nhau, nó cũng là Nở, tôi cũng là Nở. Mà hôm đấy bố mẹ nó đi vắng, nó sợ ma nên tôi sang tôi ngủ với nó. Đúng là đồ dở hơi dở hồn. Ôi dồi ôi, cao xanh ơi, cao xanh ơi, đã sinh ra Nở còn Nở thêm Nở nữa làm gì hả Nở ơi. Hãm quá trời ơi, đã bảo rồi cái váy đấy là không thể mặc được với cả cái quần chấm bi, mặc thế thì thành con cánh cam mà. Điên à, không ai người ta mặc thế cả nha. Cái váy đấy thì mặc chân không thôi mà nhớ là cạo hết lông chân đi nha.
Ừ, mà cái váy đấy là được đấy, cái màu đấy hợp đấy, màu lòng tôm mới đẹp, tôn cái da của em lên thì hiểu chưa nhá. Còn có vấn đề gì thì đến đây anh xử lý, nhưng mà không đến hôm nay được, sáng giờ đã bán được hàng đâu, chả có ai vào cả, bực mình ấy. Nhớ chưa? Nhớ rồi, ok thế nhá, mà lại qua đây nhá, sắp tới lại có cái váy màu dâu tôm nữa mà cái đấy mới ngon mới đẹp. Ừ, nhá, thế nhá. Hãm. Sao bảo ai hãm? Mày hãm không, chứ tôi đang nói chuyện điện thoại khổ quá đây rồi. Úi giời ơi, chị ạ, mời chị xem hàng. Ôi giời, chị xem cái gì? Mắt anh mù à? Không, mắt em có mù đâu, em nhìn cái gì ra cả đấy, chỗ nào cần lồi là lồi, chỗ nào lõm là lõm, nhìn đâu ra đấy luôn chị ạ. Thế bên đấy không mù, với lại nhìn bên đây thì được gọi bằng chị. Dạ không, nãy chắc em nhìn cái chỗ khác, em thấy nó bụ bẫm, em gọi là chị, thì con thực ra mở như thế này là em. Trẻ lắm. Thế chứ. Chắc vừa được 16 tuổi đúng không? Xinh đẹp này, nào chọn váy đi, mở hàng đi nào. Đấy, nào. Giới thiệu với cả em, đây là cửa hàng anh mới mở. Và trong cửa hàng này thì toàn bộ đồ của anh nó dành cho gọi là celeb. Cái gì? Celeb ấy. Celeb là cái gì? Bánh lép anh tẻ gì? Cô em đẩy, thiếu. Hãm thế. Không phải ý. À không, ý của anh muốn nói rằng là cái bánh lép ở quê mà hãm để mấy ngày ăn cũng ngon đấy. Ừ. Nhưng mà celeb ở đây nghĩa là khác. Celeb ở đây có nghĩa là những người nổi tiếng, famuse, famous. Chỉ có những người nổi tiếng mới vào đây mua thôi. Rồi, em hiểu rồi. Đấy, ví dụ như cái váy này này, anh giới thiệu với em nhé. Cái váy này là của nữ ca sĩ, một diva nổi tiếng nhất trên thế giới trong suốt thập niên 20. Đó chính là Madonna. Còn cái váy em mặc ấy là của Maradona. Này, anh nhìn kỹ vào mặt hàng đi nhá. Đây mà phải mặc loại second hand à? Đấy, nhưng mà giá bao tiền? Đấy, thì chứ, second hand nhưng mà nó là hàng limited. Có nghĩa là nó chỉ có hạn thôi. Mặc vào nó khác chứ em. Chứ còn ba cái loại hàng vơ vào vẩn ở ngoài đường, ngoài chợ kia thì 3721, 3824, 3927, 3010, 30. Thôi. Là anh đọc bản cứu trường. Ý anh muốn nói rằng là ba cái hàng thấy thì dùng chả mấy mà nó hỏng. Em mua 10 cái đấy, xong mỗi cái em mặc được một ngày thì quá bằng là em bỏ 10 cái đấy đi, em chỉ cần mua một cái này thôi. Đấy, em hiểu chưa? Giá của cái này là bao nhiêu? Đơn giản. Đấy. 100 nghìn gì? Gói luôn cho em. Hãm thế nhỉ? 100 gì? 1 triệu. 1 triệu. Chứ sao nữa? Ôi, anh giết người à? Anh giết đắt thế. Ok, anh đã bảo rồi, hàng limited mà là toàn là những người nổi tiếng mặc thôi. Em nghĩ kỹ đi, em nhìn cái chất vải đây này, thấy chưa, nó đẹp từ đường may như thế cơ mà. 1 triệu là còn rẻ đấy, chẳng qua em xinh anh mới giảm giá đấy nhá. Em thấy cái này không hợp lắm. Không hợp à? Đây, chuyển sang cái, đây, cái này thì bao nhiêu tiền? Ui dồi, cái này thì em đúng là con mắt tinh đời thật. Cái này thì lại là không phải là của ca sĩ mà lại của diễn viên đấy. Một diễn viên rất nổi tiếng ở Hollywood bên Mỹ. Em biết cái chị Châu Tinh Trì không? Cái gì? Châu Tinh Trì á? Châu Tinh Trì là con trai ở bên Trung Quốc cơ mà. Ôi dồi ôi, người ta sang Mỹ chuyển giới lâu rồi. Nổi tiếng như thế thì ở bên Trung Quốc làm cái gì? Cái gì? Bây giờ là bao nhiêu tiền? 800. 800? Đấy là giảm giá cho em đấy. Cũng không hợp lắm. Thế cái này? 900. 900? Cái này? 1 triệu mốt. 1 triệu mốt? Thì 8, 9, 10, 11 đây thay. Em xem cái nào. Biết giá rồi nhỉ? Đúng rồi, để em lấy cái... Bye bye, em về nhá. Này, con chị vào đây để tham gia, hãy chọn giá đúng à. Hãm. Ông chủ ơi. Ông chủ. Ông chủ ơi. Hãm. Ôi trời ơi, khiếp. Sao mà vừa mới mở mắt ra là đã hãm rồi. Sang đây làm gì? Cái chương trình hãy chọn giá đúng hết rồi nhé. Bây giờ em đã quay và ôm mất lượt mà em đi về. Hey, hôm nay là không phải sang đi khảo giá đâu. Thế làm gì? Đây, hỏi giá tí thôi. Áo này bao tiền, định giá hồi em cái. Không sang hỏi giá lại mang hàng sang bán thế này. Áo nào? Đây, xem hộ em cái này xem định giá được bao tiền. Sáng giờ cũng làm gì có khách đâu mà lấy cái này á. Cái này 50. Úi dồi.
đẹp cái gì, hàng mới của người ta thì phải màu trắng, bây giờ nó thành cái màu cháo lòng rồi nhá. Hoa văn thì rách nát như thế này, à váy gì mà ở đây vẫn còn lông nách này, à không phải đây là chỉ, nhưng mà nói chung là hàng này chỉ 50 thôi. Này đẹp như thế này thì ít nhất phải 5 lít. 50. 5 lít. 50. Chắc chưa? Chắc. Chốt nhá. Chốt. Rồi 50.000 gì? Ừ. Này 50.000 đấy. Cái gì vậy? Sao lại đưa tiền? Thì đây áo anh treo ở ngoài kia ghi giá 500.000 và đi hỏi anh bảo 50.000. Thế còn gì nữa? Thôi nhá. Cảm ơn. Mình à? Mình cứ bác 500.000 mà giả mình 50.000. Này. Này, thế này thì là game gì? Game đừng để tiền rơi. Bye bye. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.